Good morning Việt Nam, chị Bi Đỏ mến chào các em nhỏ thân yêu. Hôm nay chị Bi Đỏ có một món đồ chơi đặc biệt, đó là một chú khủng long màu xanh. Chú khủng long này thì chúng ta khi mà để pin vào thì chú có thể đi lên dốc cũng như xuống dốc, và cũng như chú có thể rò hoặc là gầm gừ. Đây là hàm răng của khủng long này các em. Chú có một cái miệng rất là to, là mắt màu đỏ. Đó, nhìn lưỡi của chú kìa, màu đỏ luôn. Đây là móng vuốt. Wow, đây là đôi chân của chú khủng long. Đây là tay. Có hai móng thôi mà dài lắm. Móng tay rất là dài. Đây cũng vậy. Và đuôi. Đây là đuôi của chú khủng long. Đuôi rất là dài. Bây giờ chúng ta hãy bật pin lên và để cho chú khủng long này đi nhé. Chúng ta bật pin lên ở chỗ này. Đó, bắt đầu chú đi đây. Đó, các em có thấy chú đi không? Và chú còn gầm gừ nữa kìa. Hình như chú khủng long này đang đói bụng, chú đang đi tìm thức ăn. Để xem coi chú sẽ tìm thức ăn gì nhé. Ủa, khủng long đói bụng rồi. Con cho khủng long ăn đi, khủng long ăn gì? Bé đi đồ cho khủng long ăn lá cây. Để lá cây cho khủng long ăn nè. Khủng long ăn lá cây. Cho nó ăn hả? Ồ. Rồi, khủng long đang ăn lá cây. Bé Diddle đang cho khủng long ăn lá cây. Khủng long này ăn thịt mà, hay là ăn chay? Khủng long này ăn lá cây, ăn veggie. Oh, hay quá, cảm ơn nha bé Diddle. Khủng long ăn no chưa? Bây giờ khủng long đi ngủ đi. Khủng long đi ngủ hả? Nằm xuống đó luôn hả? Phải không? Rồi. Sao ý? Ok. Khủng long bị lạc rồi. Bây giờ bé Diddle sẽ đem khủng long lên dốc và cho chú khủng long này đi xuống dốc nha. Đúng rồi, chú khủng long đi nhé. Đó, khủng long bắt đầu đi nè. Đi đâu á? Rồi, được rồi. Rồi, được rồi, để đó đi. Đó, khủng long đi bộ lên dốc hả? Ok, cho khủng long đi bộ lên dốc nào. Rồi, một. Đây, khủng long bắt đầu đi đây các em.
đầu đi đây. Khủng long bắt đầu đi nhé. Wow, rồi. Ok. Bỏ cát lên đưa chú khủng long luôn hả? Chú khủng long đang đi xuống cầu thang, đang đi xuống bậc thang đây, không biết chú có té hay không. Để xem nào. Nó chuẩn bị té thôi, đừng có để cát vào. Chú khủng long chuẩn bị té rồi. Một hai một bước nữa là chú sẽ bật. Ồ, chú đi về lùi. Nè, chú Long đang đi đây. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi các em. Mình chúc các em có một ngày thư giãn thật là thoải mái bên gia đình và người thân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.